Tập 11. Lòng thành của Đại Dương bần tăng xin được nhận. Ân của Đại Dương bần tăng suốt đời không quên. Nhưng Huyền Trang sang Tây, vì giáo nghĩa Trung Quốc hỗn loạn, kinh văn phân tán, muốn đến Thiên Trúc tỉnh chân kinh. Bần tăng không ngại một mình đi vạn dặm. Lẽ nào lòng bần tăng không chân thành như Đại Dương sao? Mong Đại Dương thu hồi thánh mệnh. Đệ tử ngưỡng mộ pháp sư, lòng vững như đá. Huyền Trang muốn thỉnh chân kinh về, chết không từ nan. Đệ tử khổ tâm thỉnh cầu. Chẳng lẽ sư phụ không có chút lòng thương xót nào sao? Bần tăng lấy cái chết xin thề, Đại Dương nhẫn tâm không cho Huyền Trang tọa nguyện sao? Pháp sư đã ở nước ta, đương nhiên do ta sắp xếp. Muốn đi đâu xin pháp sư hãy nghĩ kỹ. Bổn Dương cáo từ. Đại Dương, đi thôi. Đi. Ngài chỉ là một hòa thượng nhỏ, dám đối kháng với vua một nước lớn sao? Huống chi Đại Dương rất chân thành. Xin hồi bẩm cùng Đại Dương, thể xác Huyền Trang ở lại, ý chí khó ở. A-di-đà-phật. Đại đức của ngài, lão nạp cảm thấy hổ thẹn. A-di-đà-phật. Mô Hồ, gần đây có khỏe không? Lùi xuống. Qua đây. Ngồi xuống đi. Mẫu hậu, pháp sư Huyền Trang gần đây như thế nào rồi? Ông ấy rất tốt mẫu hậu ạ. Pháp sư Huyền Trang này thật khiến cho người khác khâm phục. Ông ấy phóng khoáng độ lượng, nói năng tao nhã, được mọi người yêu thích. Hoàng thượng của nước chúng ta có thể lấy vợ sinh con. Dương Mụi ở quá, tuổi tác cũng tương đương, cho ông ấy làm phò mã đi. Đại Dương. Mẫu hậu. Con à, qua đây ngồi đi. Có chuyện gì không? Tên Huyền Trang đúng là không biết điều gì hết. Con đã nói hết lòng mình rồi, nhưng hắn vẫn không nghe. Con đó đúng là thiệt tình, đúng là quá ngoan cố. Người có đức, có chí, có dũng, phải từ từ chân thành cảm hóa, lấy tâm đối đãi. Lúc nãy mẹ và Dương Phi đã bàn bạc xong. Con nghe mẹ nói. Thế nào? Nói đi. Hả? Tốt. Tốt lắm. Cứ làm vậy đi. A-di-đà-phật, tội lỗi. Dương Mụi sao lại đến đây vậy? Đại sư Huyền Trang, tiếp theo lời Dương huynh dạy, cúng dường sư phụ. Không, đâu dám phiền Dương Mụi đại giá. Thiếp muốn cúng dường sư phụ một cành hoa sen. Đại mạc mênh mông, làm gì có hoa sen chứ? Chẳng lẽ bần tăng đã đến Phật quốc rồi hay sao? Không đâu, sư phụ à, cánh hoa sen như thiếp nghĩ cũng xinh đẹp như đóa hoa này vậy. A-di-đà-phật, đạo Phật lấy khí tiết hoa sen cúng dường. Dương Mụi có tố chất hoa sen, tại sao không cúng dường tam bảo? Bần tăng không phải A Nan, Dương Mụi cũng không phải Ma Đăng Già. A Di Đà Phật, thiếp không xứng với sư phụ sao? Muốn khơi sắc dục biến thành ác nhiệt, bị đại luân hồi. Dương Mụi, xin hãy quay về đi. Pháp sư, giữ giới niệm Phật, không màng bụi trần. A Di Đà Phật. Dương Mụi, xin hãy quay về phòng đi. Dương Quỳnh muốn gả thần thiếp cho ngài, nhưng mà lòng pháp sư kiên định như sơn. Thiếp như được dòng suối xanh gột rửa, bỏ hết mọi việc. Xin pháp sư cho phép thiếp quy y cửa Phật với. A Di Đà Phật. Thiện tai, bần tăng phải trở về phòng thiền. Vậy pháp sư. A Di Đà Phật. Thiện tai. Pháp sư, đại dương đến thăm ngài. Pháp sư, không khuất phục quy quyền, phú quý không dâm loạn. Đây không phải là người phàm, mà là Bồ Tát. Tạ đại dương. không cần phải khuyên. Pháp sư 3 ngày chưa uống giọt nước, đệ tử đến đây để hầu hạ. Bần tăng muốn đi về Tây, không cầu cúng dường. Pháp sư này đúng là Bồ Tát. Ý chí của Bồ Tát không thể làm trái được. Đệ tử nguyện tiện Pháp sư đi Tây, xin Pháp sư tha thứ. A-di-đà-phật. Pháp sư. Lão thân thích ngài nên hồ đồ rồi, mới cùng Dương Phi nghĩ ra hạ sách này thôi. Tiểu nữ ngưỡng mộ Pháp sư nên đã đồng ý tái giá. Kính mong Pháp sư tha tội, tha tội. Kính mong tha tội. Nam nữ lấy nhau là việc thường tình. Có điều thiệt thoại cho Dương Mụi. Thiệt nguyện xuất gia, quy y Phật tổ. Pháp sư có lời gì cứ nói ra đi. Bần tăng có ý nguyện không biết được không? Cứ nói. Đại dương đối với bần tăng như chân với tay, nguyện cùng đại dương kết huynh đệ. Lúc nhỏ bần tăng đã sớm mất mẹ, nguyện bái Thái hậu làm mẹ. Dương Mụi là em của bần tăng. Dương huynh, thần thiếp là chị dâu của ngài rồi. Bồ Tát phù hộ, ta cũng mong sẽ như vậy. A-di-đà-phật. Tốt quá. Ta cũng có một ý nguyện, mong là Dương đệ chấp thuận. Dương huynh cứ nói. Vì tăng tục nơi đây giảng một bộ kinh, bằng không thì ta sẽ... Ngày mai giảng A-di-đà kinh, có hơn 100 quyển, phải mất 3 tháng mới giảng xong. Nếu không xong, Huyền Trang quyết không đi về Tây. Tốt quá. Quá tốt rồi. Quá tốt, quá tốt rồi. Mời Pháp sư thượng tọa. A-di-đà-phật. Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại xá vệ quốc. Kỳ thọ cấp cô độc viên, giữ đại kỳ kheo tăng, thiên nhị bá ngũ tập nhân công. Giai thị đại A-la-hán, chúng sở tri thức. Trưởng lão xá lợi phất, ma-ha mục kiền liên, ma-ha ca diếp, ma-ha ca chiên viên, ma-ha câu hy la, ly bà đa, châu lợi bàn đà già, nang đà a-nang đà, la hầu la, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lư, Phả La Đọa, Ca Lưu Đà. Muội mang tất cả sự chúc lành của mình gửi vào chiếc cà sa này sao? Màu đỏ tượng trưng hạnh phúc, màu xanh tượng trưng cho kiên trực, áo đỏ tượng trưng thuần khiết. Trân châu này, người ta nói trân châu là nước mắt của con trai. Con trai là mỹ nhân ngư trong nước. Vậy thì muội đem hạt châu này để kết lên mũ. Dương muội à, tội nghiệp muội quá si tình. Tỷ xem như vậy có đẹp không? Đẹp lắm. Gặp sông biển thì phải ngồi thuyền, dẫn dắt chúng sanh mở nguồn ngu dốt. Lấy giáo là thánh chỉ. Đạo Phật ở Tây Trúc đã hơn 6 vạn tuổi. Sông biển liền núi, cửu châu màu mỡ, kinh điển cửa Phật thiếu sót khác biệt. Thiền luận Phật chỉ mỗi cái mỗi khác. Nghi hoặc của đạo Phật chưa thể kết luận. Đại thừa không có hai phái, nhưng phân chia Nam Bắc, bàn môn ngoại đạo, nghi ngờ tăng tục. Huyền Trang từ nhỏ quy y cửa Phật, mong chu du khắp nơi, học hỏi các danh sư, muốn thỉnh chân kinh về cho bá tánh. Thần châu Thiên Trúc xa xôi vạn dặm, Huyền Trang thề đến Thiên Trúc tỉnh cầu Phật pháp. Huyền Trang trải qua ngàn vạn nỗi khổ, thập tử nhất sinh. Đến quý quốc này, Đại Dương đối đãi theo dương lễ, thương yêu như tay chân. Đại Dương đồng thu thiên triều anh minh, Tây tinh thông pháp ngữ, quốc gia có hy vọng hưng thịnh. Đại Dương và Bần Tăng kết nghĩa kim lan, giúp Bần Tăng đi, còn tặng cây trượng. Huyền Trang chỉ mong đến thánh địa, thỉnh được chân kinh, lưu truyền tông pháp, đáp tạ thịnh tình Dương huynh. Trước khi khởi hành, nước mắt lưng trọng, không biết nói gì. A-di-đà-phật. Mời. Mời. Dân trà. Đa tạ. Hai vị đại sư. Pháp sư sắp lên đường rồi. Lão nạp phụng mệnh Đại Dương đến bẩm báo với ngài, 4 tiểu tăng này đặc biệt xuống tóc vì ngài, sẽ hầu cận ngài trên đường đi. Nè mau bái kiến Huyền Trang pháp sư đi. Bái kiến Huyền Trang pháp sư. Những tăng y này đều do Đại Dương đặc biệt chuẩn bị cho ngài. Dương Phi và Dương Mụi đã đích thân mai cho ngài 20 chiếc áo choàng, còn có bao tay nè, vớ. Không những vậy còn có tăng bào, và còn chọn cho ngài 30 con ngựa tốt, 25 người tùy tùng. Đại Dương còn đích thân ngự bút 24 bức thư, mỗi bức thư kèm thêm một lông vũ dài, để tặng cho 24 quốc vương, để nhờ họ tiếp đón hậu đãi khi ngài đi tới đó. Minh chủ Tây Dược Tây Đột Quyết Kha hãn, Đại Dương đã phái thị vệ ngự sử trong điện mang thư triều kiến, tặng 500 xấp vải lụa, 2 xe trái cây, để xin người chiếu cố cho ngài. Pháp sư còn cần gì không? Lão nạp xin đứng đây đợi hầu. A-di-đà-phật. Đại sư kìa. Khiêng lên, nhanh. Một ít quà mọn giúp đệ đi Tây. Khiêng xuống. Mời. Pháp sư, tiếng người ngàn dặm cũng phải từ biệt. Dương Mụi nói không đến tiễn đệ, ở nhà cầu phúc cho đệ. Đệ sẽ nghe tiếng hát của Dương Mụi. Đại Dương yên tâm, Huyền Trang học thành trở về sẽ giảng kinh ở Cao Xương 3 năm, báo ơn tri ngộ của Đại Dương. Nè, hai vị pháp sư. Pháp sư lên được bảo trọng. A Di Đà Phật. Chúc pháp sư lên được bình an. Xin Đại Dương dừng bước. Mời. A-di-đà-phật. Ngọn gió đưa chàng đến bên thiết, như dòng nước tưới mát tấm lòng đang khô cằn của thiết. Ngày đêm thiếp được ở bên chàng, thiếp chúc phúc chàng bằng tiếng hát. Xin chúc chàng lên đường bình an, lên đường bình an, lên đường bình an. Chàng là giếng xưa, chàng là suối xanh, chàng là chim ưng, chàng là sen trên tuyết. Thiếp sẽ lên Tuyết Sơn cầu phúc cho chàng. Xin chúc chàng lên đường bình an. Xin chúc chàng lên đường bình an, lên đường bình an. Dương Quỳnh! Dương Quỳnh! Lạnh thiệt đó. Nè, cẩn thận đó. Cẩn thận nè. Để ta đỡ qua. Ta tự đi được rồi. Cẩn thận, cẩn thận. Bước qua, bước qua. Đi, cẩn thận. Cẩn thận đó. Mau lên. Đi lên. Cẩn thận nha. Cẩn thận đó. Nè, nè, cẩn thận. Có chừng. Ơi ơi, ngộ năng à, ngộ năng. Theo ta, theo ta, cẩn thận đó, cẩn thận. Cẩn thận. Tuyết càng ngày càng nhiều hơn đó. Sư phụ à, đường trơn lắm. Nhớ cẩn thận một chút nha. Nghỉ một chút đi. Được rồi. Pháp sư, chúng ta nghỉ một lát đi. Lạnh quá. Lạnh thật đó. Lạnh thiệt đó. Lạnh quá. Ngồi xuống nghỉ một lát đi. Pháp sư à, thì ngồi xuống nghỉ đi. Ngồi đi. Nào mọi người ngồi xuống đi. Dạ. Pháp sư mời ngồi. Ngộ năng. sư phụ cẩn thận đó. Từ từ thôi. Thơm quá. Đổ chết thì được. Đổ muốn chết luôn đó. Thơm quá. Thơm thiệt. Thơm quá. Dạ mời sư phụ. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Mời sư phụ. Sư phụ. Con ăn đi. Dạ. Ăn đi. Anh à, Quỳnh ăn một miếng đi. Ăn đi. Ăn đi. Ngộ không à? Sư huynh là phá giới. Để sẽ nói sư phụ đó. Đã đến nước này rồi còn nói chuyện đó làm gì nữa. Thứ này chống đói chống lạnh hay lắm đó. Mau ăn đi. Đúng đó. Ăn đi. Đại Pháp Sư chùa cầu ăn thịt. Ngài nói tam tịnh dục có thể ăn. Ăn đi. Đúng vậy. Sư phụ chúng tôi không ăn đâu. Chúng ta ăn đi. Ăn đi. Ngộ không? Ngộ tuệ. Dạ. Các con lại đây. Lại đây. Dạ. Pháp sư. Chúng ta cùng nhau ngủ ở đây. Dạ. Đây. Người ngựa đã chết hết một nửa. Đại Tuyết Sơn này đúng là yêu quái ăn thịt người. Đúng vậy. Mỗi ngày Pháp Sư chỉ ăn uất đồ chai, làm sao chịu đựng nổi. Đúng rồi. Không nhận lợi hại thiệt đó. Thôi đừng nói chuyện. Thôi, chúng ta ngủ đi. Chạy mau. Sư phụ. Tuyết lỡ rồi. Pháp sư chạy mau đi. Sư phụ. Ngộ tịnh. Ngộ tịnh. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Đi thôi. Đây là nhiệt hải. Tuy dưới Tuyết Sơn nhưng nước không đóng băng nên gọi là nhiệt hải. Nhiệt hải. Cái tên đặt hay lắm. Sau ngày chúng ta leo trên 6 Tuyết Sơn, bây giờ đã thấy bóng người, giống như từ trên trời rơi xuống vậy. Mọi người xem, qua Đại Tuyết Sơn là sắp tới Ấn Độ rồi. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Đây là doanh trại dân cung của Tây Đột Quyết. Họ chăn nuôi theo nguồn nước cỏ, không có thành trì cố định, muốn tìm được thì không dễ. Đúng vậy. Doanh trại cả hãng rất ít di chuyển, di dời phải thông báo các nước. Đứng lại. A-di-đà Phật, xin thông báo khả hãng, chúng tôi là Hòa Thượng Đại Đường sang Tây thỉnh kinh. Nè, đi thông báo đi. Dạ. Kha hãng cho mời Pháp Sư vào. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Kha hãng cho mời Pháp Sư vào. See. No.